Kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin tiếp tục đưa tin nóng tại Việt Nam. Cương vị Tổng Bí thư sau Đại hội 13, phái thừa nhận rằng trong chế độ Đảng toàn trị, người đứng đầu là vấn đề thực sự được quan tâm, vì đây là cương vị có quyền lực gần như tuyệt đối, mặc dù tập thể lãnh đạo vẫn là nguyên tắc, mặc dù ông ta có vai trò quan trọng trong lãnh đạo như thế nào, chỉ đạo, nhưng việc duy trì quyền lực hay không chỉ bởi phẩm chất và năng lực cá nhân, mà còn phụ thuộc vào hệ thống chính trị và sự tương quan quyền lực trong bối cảnh không lường trước. Bộ máy tập trung quyền lực đảng nhiều nhất, cơ cấu bộ máy như trên phản ánh quá trình sàng lọc cán bộ thận trọng trong quá trình chỉnh đốn đảng và chống tham nhũng, dường như ưu thế thuộc về các lãnh đạo đảng và lực lượng vũ trang phục vụ cho việc tập trung quyền lực đảng thay vì những lãnh đạo kỹ trị. Từ Đại hội 13, một số động thái như luân chuyển cán bộ theo quy hoạch, như ông Lê Minh Hưng từ vị trí thống đốc Ngân hàng Nhà nước sang Chánh văn phòng Trung ương. Ngoài ra, sự nghiệp chính trị cũng khép lại với hai nhân vật kỹ trị, ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 là ông Hoàng Trung Hải, nguyên Phó Thủ tướng, và ông Nguyễn Văn Bình, nguyên thống đốc Ngân hàng trong nhiệm kỳ khóa 11, khi bất ngờ bị kỷ luật cảnh cáo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với kinh nghiệm chính trị luôn cảnh giác với các hiện tượng như các lãnh đạo kỹ trị có quyền và gần tiền, với khả năng cao về tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chính phủ cuối nhiệm kỳ 13 sẽ có thay đổi nhiều nhất về nhân sự và theo quy hoạch. Đương kim trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính sẽ giữ chức vụ Thủ tướng. Tuy nhiên, xét về bản chất chế độ Đảng Cộng sản toàn trị, các lãnh tụ trong mọi tình huống phải tuân theo quy tắc tối thượng của chủ nghĩa tập thể. Họ sẵn sàng làm mọi việc để thể hiện sự trung thành với Đảng. Cá nhân họ chỉ là phương tiện phục vụ cho những mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Và để đạt được những điều đó, với mong muốn tổ chức đời sống xã hội theo một kế hoạch duy nhất, họ cần phải có quyền lực, khao khát tạo ra quyền lực, và thành công của họ phụ thuộc vào mức độ quyền lực mà họ giành được. Có ý kiến cho rằng việc tái đắc cử Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 là giải pháp tình thế, nhưng tin rò rỉ từ nội bộ Đảng rằng nguyên thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng được giới thiệu và cho vị trí này nhưng không nhận được đồng thuận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 có thể là một căn cứ cho suy luận trên. Bởi vậy, nếu nhìn bề ngoài dễ suy diễn là giải pháp tình thế, tuy nhiên về bản chất chế độ đối với các lãnh đạo quyền lực luôn là mục đích tự thân tiếp tục nằm giữ để thực hiện những chính sách còn dang dở là sứ mệnh của Đảng. Trong buổi họp báo sau bế mạc Đại hội 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ rằng ông không được khỏe lắm, tuổi cũng cao, cũng xin nghỉ rồi, thế nhưng đại hội bầu thì vẫn phải làm, vì nhiệm vụ đảng viên phải chấp hành thôi. Trong một tình huống khác, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13 tháng 10 năm 2012, khi thừa nhận sai lầm trong quản lý kinh tế đã dẫn tới các vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế Việt Nam, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu xin lỗi với tư cách người đứng đầu chính phủ. Nhưng ông nói rằng hơn 50 năm theo đảng, ông không xin ân huệ và luôn chấp hành thực hiện nhiệm vụ được đảng phân công. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.